Kính mời quý vị theo dõi bản tin thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. Thưa quý vị, chiều nay áp thấp nhiệt đới đã vượt qua phía bắc đảo Luzon, Philippines đi vào Biển Đông. Lúc 16 giờ chiều nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới nằm ở trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông với sức gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km và có khả năng mạnh lên thành bão, sức gió tiếp tục mạnh thêm. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận thường xuyên theo dõi diễn biến của áp thấp nhiệt đới để có những biện pháp ứng phó. Để chủ động ứng phó bão, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện, tàu thuyền để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn để kịp thời ứng cứu khi có yêu cầu. Thông tin về thời tiết biển. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên các tàu thuyền hoạt động ở khu vực phía đông của Bắc Biển Đông, bao gồm phía đông của huyện đảo Hoàng Sa. Lưu ý trong đêm nay trời có mưa dông, tầm nhìn xa giảm xuống dưới 10 km. Gió hoạt động ở mức cấp 4, cấp 5, mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Sang đến ngày mai có thể mạnh lên thêm. Bà con khai thác ở vùng biển từ Khánh Hòa trở xuống tới Cà Mau ra ngoài khơi quanh huyện đảo Trường Sa cũng lưu ý trời tiếp tục có mưa dông dễ kèm theo cả lốc xoáy nguy hiểm. Tầm nhìn xa trong mưa hạn chế chỉ còn từ 4 đến 10 km. Thêm vào đó, gió Tây Nam mạnh lên cấp 6, giật cấp 8, độ cao sóng ở đây từ 2 đến 3 mét. Dự báo trong 2 đến 3 ngày tới, cường độ mưa và gió sẽ tăng dần ở những vùng biển này. Do vậy, trước khi rời bến, người dân cần kiểm tra, rà soát tàu thuyền cũng như là các trang thiết bị trên tàu để có thể đảm bảo hoạt động an toàn khi gặp mưa dông. Hãy đóng kín hầm hàng, chằng buộc cẩn thận các dây cáp, các vật dễ di động ở trên boong và dưới mái tàu. Hãy kiểm tra lại neo, các ống thông hơi hầm hàng, dây an toàn đi lại trên boong. Đồng thời cũng kiểm tra lại toàn bộ các trang thiết bị thông tin liên lạc máy móc, thiết bị cứu nạn và phao cứu sinh. Các vùng biển từ Vịnh Bắc Bộ trở xuống đến Phú Yên, thời tiết đêm nay khá ổn định, trời ít mưa, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, gió hoạt động cấp 3, cấp 4. Thông tin thời tiết Quảng Ngãi hôm nay. Tại tỉnh Quảng Ngãi, hôm nay tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt, trời ít mây, nhiệt độ đo được lúc 13 giờ ngày hôm nay tại Ba Tơ là 37 độ C, tại thành phố Quảng Ngãi 37,5 độ C, độ ẩm thấp nhất là 40-50%. Khu vực tỉnh Quảng Ngãi đã có nắng nóng diện rộng kéo dài nhiều ngày kể từ ngày 7 tháng 7 đến nay. Ngày mai 15 tháng 7, nắng nóng có khả năng suy giảm dần với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, độ ẩm thấp nhất là 45-55%. Sang đến ngày 16 tháng 7, nắng nóng tiếp tục suy giảm khả năng chỉ còn xuất hiện một vài nơi trong tỉnh với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 đến 36 độ C, độ ẩm thấp nhất là từ 50-60%. Kiểu thời tiết rất dễ khiến cho trẻ mắc các bệnh về đường hô hấp. Bố mẹ cần chuẩn bị quần áo cho bé hợp thời tiết, cho trẻ uống đủ nước, cung cấp đủ dinh dưỡng, tăng cường đề kháng. Rửa tay thường xuyên. Trong điều kiện thời tiết này, tăng khả năng sinh sản của ruồi muỗi nên dễ xảy ra dịch bệnh. Vì vậy, quý vị lưu ý luôn giữ cho không gian sống sạch sẽ, thông thoáng, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, uống đủ nước mỗi ngày và phòng chống nắng khi ra ngoài trời. Thông tin dự báo thời tiết trên đất liền khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong 10 ngày tới. Từ ngày mai đến ngày 16 tháng 7, khu vực này chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày tiếp tục nắng nóng. Từ ngày 17 đến ngày 22 tháng 7, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nắng nóng giảm hẳn, trời chuyển mát và khả năng xuất hiện mưa nhiều nơi. Nộp thuế tại gia chẳng phải đi đâu xa. Không còn phải xếp hàng chờ đợi mỗi khi nộp thuế trực tiếp với nhiều hồ sơ giấy tờ. Này bạn đã có thể nộp thuế đơn giản và dễ dàng hơn bao giờ hết với tài khoản BIDV.
Bên cạnh việc nộp lệ phí trước bạ phương tiện giao thông ngay trên ứng dụng ngân hàng điện tử BIDV Smart Banking từ tháng 3 năm 2022, BIDV chính thức triển khai dịch vụ nộp thuế phí điện tử cá nhân qua ứng dụng eTax Mobile. Đăng ký tài khoản BIDV và liên kết eTax Mobile ngay thôi! Phần cuối chương trình là dự báo thời tiết một số tỉnh, thành phố trong nước và thế giới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. Hà Nội ít mây, trời nắng, chiều tối có mưa dông, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ C. Thừa Thiên Huế ít mây, trời nắng nóng, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ C. Đà Nẵng có mây, trời nắng nóng, nhiệt độ từ 29 đến 35 độ C. Lâm Đồng có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ C.